Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng mấy anh em mới thức chuẩn bị pha phê uống. Pha phê xong chúc mấy anh em đi giăng lưới nha các bạn. Thì nhân dịp đây em Phương cũng có đôi lời gửi đến anh Senwin. Vừa rồi anh Senwin đã có gửi tặng cho anh Tư số tiền là 200 đô để trang trải trong cuộc sống, bởi vì anh Senwin nghe được anh Tư được rồi cũng bị mất trộm các bạn. Thì anh Senwin có nhắn tin hỏi và anh đã gửi về cho anh Tư số tiền là 200 đô. Thì nhân đây em xin thay mặt tất cả trong nhóm, riêng là anh Tư, để cảm ơn đến anh Senwin. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Để anh Tư có đôi lời cảm ơn đến anh Senwin nha. Anh đã đôi lời anh Senwin, chú Senwin giúp đỡ gửi anh 200 đô, cảm ơn em rất nhiều. Với thêm một người nữa các bạn, đó là chị Hồng. Chị Hồng đã gửi cho anh Tư số tiền là 100 đô. Thì nhân đây em cũng xin thay mặt anh Tư với anh em trong nhóm cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe. Còn em cũng xin chúc cho anh Senwin. Thì em thấy tên tiếng tiếng Anh thì em cũng không rành mấy nha. Thì em thấy để chữ Senwin á thì thôi bây giờ em cũng xin cảm ơn anh, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Anh Tư cảm ơn chị Hồng cả nha. Anh cảm ơn em, cảm ơn cô Hồng. Chúc em nha nhiều sức khỏe ha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ chuẩn bị uống cà phê xong rồi đi giăng lưới nha các bạn. Mình giăng lưới ở đây. Giăng lưới rồi câu cá thì để tới chiều gắn kiếm mới nha. Bắt hàng khủng thôi chứ. Đây cũng hàng khủng rồi, giống hàng khủng á. Bây giờ anh Tư đi thả lưới nha các bạn. Thả lưới ở ngoài này. Ngoài này anh tay trong kia anh tay ha. Anh đi vòng bên kia luôn kìa. Thấy không? Cái này thả canh cuốn liền lên trên đầu trên á, lên trên đầu trên nó thả xuống cái anh đây. Đây có cá lớn rồi, cá khủng nè. Bắt trên đó giăng xuống không? Đây, sông Tiền. Nằm ngay cái cồn. Đó là cầu Rạch Miễu nha các bạn. Đây nó giáp ranh tỉnh Tiền Giang với Bến Tre. Hình như là bờ bên đó là của Bến Tre rồi các bạn. Đây bè cá điêu hồng của anh Chính đang cho ăn nha các bạn. Làm thấy mê không luôn kìa, nó nổi lên kìa. Được nước. Đó, bà,
bụng lên ăn thấy ham mà. Rồi giờ nước nó cũng hơi chảy hơi rồi, mấy anh em sẽ tranh thủ cuốn lưới nha các bạn. Ở đây mình văng kế bè đó thì thả tí xíu là cuốn lên liền chứ không có để lâu được nha các bạn. Từ phân cái tay lưới ngắn lên trước, tay này dạo 3 mét nhưng mà nó cũng ngắn à, có mấy chục mét à. Còn tay lưới dài mình văng bên trong chắc cũng phải cuốn luôn rồi, nước chảy để trong nó chảy mạnh hơn ngoài nữa anh Tư. Sợ em sợ ở dưới nó chảy quá. Con gì á? Dành sâu ở ngoài này, ở đây cũng không sâu mấy đâu Tư ơi. Ở đây không biết sao chứ trong kia nãy mình câu hôm qua cũng có khoảng chừng 5-6 mét nước gì. Ốc nữa. Ốc bự ghê không? Mình câu cá ốc nhỏ không ta? Ừ, ngoài này có bự luôn. Lưới dính cá bự. Đi xa xa kiếm ốc thiệt. Nói chung mấy kiếm ốc gán gì đó. Cá nhảy trong xuồng lóc bóc rồi anh thấy trong nước chảy mạnh quá. Rồi đây em cá út nữa. Dính cũng thưa ha. Có cái bự vậy. Thấy lắm. Một bự sợ dính. Một trên mặt á. Phút này treo phao mình thả đồ được. Cá nó lên trên á. Không lưới cái tay dạo ba thước này mình về mình buộc phao đi, canh buộc phao vô. Hôm qua thấy có nguyên bọc chai năm xị luôn rồi, phải vớt bọc đó là ngon. Mình kiếm thêm vài cái mình thả được rồi, buộc phao trên nè, mình chai canh nước đứng cái mình thả cho nó chảy chút rồi cuốn được. Cá em thấy nó đi trên thôi, lên trên nó ụt. Nãy giờ có hai cá ốc với con cá rảnh nè. Tay lưới này. Với nước sao kỳ quá ha. Đục. Quá đục luôn á. Ủa cá này cá. Chà. Thấy không? Con cá hú. Cá hú. Cá hú. Biết phải không nữa để hơi hỏi thì chắc ăn. Con này không phải con cá cha đó, nó già thòn à. À con này nó giống con cá dứa. Cá dứa. Dứa nước ngọt hay là con cá gì? Có người kêu bằng con cá gì à? Cá hú hú trụ. Rồi có người nói là con cá dứa nước ngọt. Mấy con này ăn bữa hổm béo quá trời béo luôn ha anh ta. Chắc là một cá này quá, cái cá này chút cái này nè. Dài đòn, dài đòn cái đầu nó có phút. Này, sắp sửa hết tay ngắn nè, tay dạo 3 mét.
này dễ bắt cá lớn, tay kia bắt cá lớn khó lắm. Tay kia vợ nó ngắn, dồn lưới ha, nước chảy dồn lưới ha. Ra ngoài mình thấy vậy trên nó đứng gì chơi, dưới nó chảy dữ lắm rồi. Rồi giờ mấy anh em lên cái tay lưới ngắn này mình thả nha các bạn. Ốc đeo luôn, nước chảy lẹ quá các bạn ơi. Đây mình không canh con nước được, thấy nó đứng đứng mình thả xuống ai ngờ ở dưới nó chảy ngược luôn, chảy quá lẹ. Ở lưới ngoài anh Tư thăm được con cá dảnh, hai con cá út với con cá dứa. Ba bả đóng quá trời đó. Trong này bả. Kệ đi, về mình phân về mình gỡ sao. Cái gì á? Đọc đọc đọc. Không phải. À, cái con gì? Cái này thương cá gì? Cái gì bữa dính? Cái cháo gì đó, cày gì đó. Cái cày, cái cày. Nhiều tên quá, một tên nào. Nước chảy lẹ quá bạn ơi, nãy mình bị dính gốc đứt hết khúc rồi, mình cắt khúc trên. Bây giờ mình xuống dưới mình phăng lên. Bơi mạnh tới đi anh Tư. Chạy quá chạy. Giờ cuốn về sở đi. Cuốn về nhà đó. Sở đi. Này văn xuôi mới được, văn chéo qua chéo lại rồi đi. Chéo qua chéo lại mình cuốn liền luôn á thì được. Nước đây chảy lẹ quá. Trời ơi đứt vài khúc rút kinh nghiệm chứ. Tại đây nước nó chảy lẹ, chảy vô mình tưởng đâu nó chảy, ai ngờ ở dưới là nó đứng rồi đó. Còn nó mà đứng lại thì ở dưới nó đã chảy rồi. Đây, sống ở đây người ta mới quen canh được. Đây người ta gành, người ta canh nước được mình. Giờ ở ngoài sông lớn nước nó đứng sững à. Ở trong này nó chảy dục dục mà. Ừ, ngoài kia đứng sững rồi. Này chảy. Giang thì bỏ sát quá trời luôn. Mình cuốn lên được mà người ta bỏ sát nhấp vô. Giang ngang nó đi vòng lại. Cá út cũng dính ít quá ha. Đúng ra ở đây rồi cá út dính nùi nùi đúng không? Câu nó ăn lai rai mà văng dính ít luôn. Ở ngoài nước nó chảy quá nó xếp lưới mình lại. Không bung lưới được. Ở đây phải lưới chì lớn.
vịt lớn, phao lớn. Dân chữ này đen ở không nữa, không nữa. Đen không có việc làm rồi. Có cũng không kì. Vinh 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 à. Không thấy mày Vinh luôn ha. Chân cây sắt luôn ha. Rồi xong, anh em bị đứt hết khúc lưới nha bạn. Nhiều chuyện luôn. Lỗ cá rồi. Lỗ rồi, lỗ cá rồi. Thì mắc khúc lưới. Ký cá là mắc khúc lưới rồi. Không có ký cá là khó à, có ký cá à. Dính cá bự à, có dính cá lạ là được. À, anh em bơi lại ghe nha các bạn. Rồi mấy anh em về tới ghe nha các bạn. Ký cá. Cái bịch ký cá của anh Tân. Bịch ký cá nè bạn ơi. Nó quá không tới nè. Bên đây lỗ rồi. Giờ mấy anh em lên ngồi câu cá nha các bạn. Có tới cái thôi điện em tụng chưa phải không? Anh chỉ đường nó qua luôn. Không lên hàng. Không lên hàng cấu luôn. Dính mèo quá. Em phân dừa thôi, đừng có xông sát quá, mất công mình lui cần lại không? Phân giống cụm dây cần 2 thước, phân khoảng chừng thước cái mình nắm tay cầm mình đưa cụm dây vô cái tới rồi. Dở cá nó dễ. Cá anh em quá đâu rồi? Ừ. Con này bự nha. Anh Hiền lên hả? Rồi, cái nặng nặng anh Hiền, tinh tinh nha, cái tiền có bự nha anh Hiền. Không bự đâu, nó nhẹ, tại nó nhẹ. Tinh nó tinh người ta. Có cái ông anh nói là cái hét luôn. Nhẹ, nhẹ hết luôn. Là mình dám đụng nó. Không có thấy cái kìm thôi hả? Thì nghe lấy cái mùi dẻ. Cái mùi dẻ bẻ ra. Đây đây, để em gỡ cho anh. Có mùi dẻ không? Cái miếng bao gỡ xuống. Để gỡ nằm vô cạp nó luôn đi anh. Nó bài dữ lắm đó. Để xa xa ra bỏ cho nó lọt kẻ kẻ lên. Rồi. Rồi. Đi thông lên cá nữa nha, cá gì vậy thông? Úc nữa. Úc. Đây thì cũng chắc cũng kỹ, chỉ có cá Úc. Nãy rồi anh Hiền hên chứ đừng cá ngát. Nó bu lại nó ăn ha. Bu lại nó ăn nè. Vậy vậy ta. Rồi dữ lắm rồi, anh giỡn. Chuông điện thoại đang đã gieo. Lên con gì đây? Cái gì không biết. Nó nữa rồi. Đây, con. Rồi, được rồi, đừng phân nữa. Nó đưa thẳng cần lên nè, tự nó vô, mình gỡ. Ui. Có Út nữa, có bài dữ lắm đó, từ từ gỡ. Nó không nhức mà nó cũng đau vậy. Nhất. Kỹ kỹ một chút. Nhất. Nhất mình nó đỡ. Rồi, mấy anh em câu nãy giờ nghỉ câu các bạn ơi, mình chạy lên chợ mua ít đồ nha bạn. Mấy anh em ghé ngay bến Chương Dương nè, ngồi uống phê. Có anh Hiền
qua giờ dắt mấy anh em đi các bạn. Thì lên đây uống phê ngay quán Chiên Dương, tí xíu mình chạy lên chợ mua ít đồ các bạn, chín chuối để chiều mấy anh em thả câu, em mua mồi rồi kia các bạn. Đây là quán cà phê ngay bến Chiên Dương luôn, khu này khu du lịch nhé các bạn. Đây mấy cái ghe này là chở khách du lịch các bạn, đi qua những cái cồn này cồn kia đó người ta tham quan các bạn. Thì mình ở đây hôm nay ngày mai mấy anh em sẽ đi vòng vòng những cái cồn để mình lên những khu du lịch mình quay cho mọi người xem. Đây khách du lịch rất là đông luôn các bạn. Đấy, đây đi mấy chiếc ghe này nè, đi lặn ghe nguyên phái đoàn mấy chục người. Hồi nãy mấy anh em có lên chợ uống phê rồi đi chợ mua ít đồ các bạn, chuối rồi nè, chuối với đồ câu này kia. Giờ xong rồi mấy anh em chạy về bên đây, chạy về lên bè chỗ tối mấy anh em câu nữa bạn. Qua đây mấy anh em tiếp tục câu cá nha các bạn. Rồi chắc chiều mấy anh em thả câu. Đây nước đứng giăng lưới thêm mẻ nữa, sáng giăng lưới cũng dính ít quá các bạn ơi. Giờ đang trang bị mồi rồi mà có mấy anh em qua chơi nữa rồi xúm nhau câu cá luôn nha các bạn. Anh em về câu cá tiếp nha các bạn. Mới về là đang lên hàng liền. Chắc cá chốt nữa quá đây. Chắc chị quá. Hả? Cá út mà lớn không? Vừa theo. Để đi cá gì? Con cá là được rồi. Câu cá nhỏ. Từ nãy cũng mới lên hàng được con nha các bạn. Hai con rồi. Hai con hả? Dữ ha. Xung quanh bè ta là cần câu không nhớ mày. Tổng cộng ở đây là có 10 mấy cần à. Thông mấy cần này? Con cần vừa nãy giờ tôi thấy mày quăng 2 3 cần rồi mày lên cần gì? À câu cái vô 3 cần. Thì tao hỏi bao nhiêu cần thôi chứ tao đâu. Câu nãy giờ chậm câu cái vô 3 cần rồi. 3 cần cần đó là 4 đúng không? À, đi thông không là 4 cần nha các bạn. Đang 3 cần hết. Đang 3 cần ha. Cần cá. À bên đó cần nữa hả? 4 cần. 14 cần ai thả chứ thả 2 cần. 4 là 8 rồi. Thông 4 đèn 4. À, anh Tư 3 11 rồi ha. Cần miệng vô cần miệng. 14 cần. Tổng cộng hết 14 cần ha. Còn với ghe 2 cần chưa lấy lên nữa. Với ghe lấy lên nữa là hết chỗ đẩy. Phía sau là có thấy nhóm quá kìa. Cái này cá út giống như cá chốt các bạn ơi. Không được lớn, cá câu sao không lớn à. Thường ngày câu cũng ba lớn hơn nha. Dạ bự hơn. Bự hơn hả? Rồi. Ghe đó ta làm gì đó? Thả lưới. Ừ. Thông đang lên cá nha. Trời ơi. Đây thì cá mà lớn lên. Út rồi đúng là út luôn rồi các bạn ơi. Út là phải nhỏ nha. Út là phải nhỏ. Nên là câu cá nhỏ là đúng rồi đó. Câu cá út mà. Câu út là nhỏ nhất trong các loại cá kêu bằng út rồi. Cá út hả? Câu út. Ừ. Phải cá kêu bằng cá hai cá ba này kia thì bự bự á. Bự chút chị. Con này út là nhỏ nhất á. Thì cầu kiếm cá hai cá ba cho Tư ơi. Mấy anh em chắc cần quá trời nhiều luôn, sao bữa nay làm như con nước sao bạn ơi. Cá không ăn này. Câu nhóc cần hết trơn luôn. Hồi sáng giờ. Hồi tối luôn. Sáng ở bên đó được ít. Cái này của hồi tối cũng được ít nè các bạn. Chú Hùng cũng nói dở này cái lăn 7kg nằm nè. Chút cái đầu xuống nhau không được không? Chút đầu xuống nhau được. Rồi.
trần chắc xung quanh bè từ lưa hết trơn mà làm như ngay con nước chưa ăn các bạn ơi, cá chưa ăn hay gì á, ăn chậm quá. Nãy giờ em ru hả? Lắm nè, lắm. Lắm không? Lắm. Cái gì vậy? Con lắc. Đấy số rồi. Cái thông câu con gì vậy trời? Con lịch chú Phan Lương. Cái đuôi dịp lép à? Rồi tới số mày không ơi? Tới số. Làm lịch ăn câu luôn. Chưa tới lương rồi tới lịch trước nghe chứ ta. Chưa có lương mà có lịch trước. Đấy, đây. Đang nãy giờ có dính gì không Đang? Đồ là la không nha. Đang câu dính cá măng ếch xưa anh Đang ơi. Nước chảy vô luôn các bạn, nước lớn vô lại rồi. Như đây nè. Nãy giờ mấy anh em cũng quăng cần cá tra quá trời nhiều luôn mà chưa có dính cá tra các bạn ơi, toàn là cá út không à. Cá tra móc luôn rồi, tép kiếm cá lăng luôn. Móc tép, móc cám rồi móc trùng lá gì tùm lum hết. Nay là chơi đủ loại mồi hết trơn luôn. Nãy giờ nè, câu hai cần câu con tôm đó, đó. Mà chưa dính con tôm nào. Thả mấy cần câu tôm nữa mà cũng im ru luôn. Thả mấy câu tôm. Đây anh Chính nha, chuẩn bị cho cá ăn nữa nha các bạn. Mấy cái bè này là toàn là cá điêu hồng không à. Sáng ăn cử, chiều ăn chiều, xế chiều ăn cử. Nuôi đường thứ 1 dễ nuôi, dễ bán Chính. Cái này cá cũng rớt giá cho nên anh Chính cho ăn giảm lại ha. Đây nào mà cá có giá thúc nó ngày ba cử rồi mau lớn. Cho ăn á, giờ ngày nào nổi vậy. Trường bay là cá đó. Mưa luôn rồi các bạn ơi. Giờ chắc mấy anh em nghỉ câu quá. Ngừng chút. Đợi giờ nào tới con nước cá nó ăn rồi câu tiếp. Đây rồi nãy giờ cá dính yếu quá. Cá không ăn. Đợi hơi anh Chính cho cá ăn này cái mồi nó tan ra, cá nó ngoài nó bu lại rồi mình câu tiếp. Sớm giờ mấy anh em cũng có đi thả lưới ở đây các bạn. Tối thì mấy anh em ngủ ở đây. Sáng thức dậy mấy anh em đi thả mẻ lưới mà sáng này cũng ít cá các bạn ơi. Chừng ngàn ký lô cá mà bị mất hết khúc lưới. Bữa nay là lỗ hoàn toàn. Câu cá cũng lỗ luôn, lỗ thường mồi luôn. Nãy có qua chợ mua ít đồ để mồi câu này kia các bạn. Giờ nãy mua thêm ít chuối, chuối chắc mình để chiều mình thả câu nha các bạn. Bây giờ chắc mấy anh em nghỉ câu, chiều câu tiếp. Bây giờ chắc mình cũng xin kết thúc video ở đây. Thì chắc mình kết thúc cái phần 32 ở đây. Mình chiều 33 chứ. Có 33 à đúng rồi. Có 32. Mấy anh em sẽ kết thúc cái phần 33 ở đây. Rồi đây tới chiều mấy anh em sẽ đi giăng câu. Coi nước có đứng thì mình giăng lưới luôn. Trước tiên mấy anh em sẽ giăng câu. Với cũng giục mấy gần câu cá tra để mình ngâm nha các bạn. Coi có hên kiếm cá tra đều dính này. Có phản không? Ừ. Rồi giờ chắc anh em xin kết thúc cái phần 33 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 34 nha. Tối nay giăng câu sáng kiếm cá khủng rồi. Kiếm khủng long rồi.